người, rất vui được quay trở lại với chương trình Home Gym cùng với Hoang và Trinh. Và hôm nay Hoang với Trinh sẽ gửi đến các bạn 4 bài tập giúp cho chúng ta nâng phần mông lên mà không cần phải đi phẫu thuật thẩm mỹ để độn mông bơm silicone hay là mặc những chiếc quần thế nào nhỉ? Tại vì có một đợt mà Hoang với Trinh đang lướt Facebook thì thấy có những chị mặc những cái quần độn mông nhìn rất là khổ. Cho nên là thật sự là Hoang với Trinh cảm thấy hơi chạnh lòng, nên là sẽ giới thiệu cho các bạn những bài tập giúp nâng phần mông lên mà không cần phải đến phẫu thuật thẩm mỹ hay là mặc những chiếc quần bó sát đó đi, mà vẫn có thể tự tin mặc những bộ đồ on body. Hoặc là chuẩn bị tới mùa đi biển thì có thể mặc bikini lọt he mà không cần phải sợ phần mông của mình bị xấu hay là chảy xệ nữa. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng bước ra khỏi giường và chuẩn bị tập cùng Hoang 4 bài tập này nhé. Đầu tiên thì sẽ là một bài tập cực kỳ, gọi là sao nhỉ? Một cái bài tập mà thần thánh cho mông, đó là hip thrust. Vậy nên là Trinh phải ôm cái thảm yoga nãy giờ như con ngộ đứng đây. Bây giờ thì chạy ra đi, chạy đi đi fan. Đầu tiên là sẽ là bài body hip thrust. Bởi vì nếu mà ở nhà các bạn không có tạ thì chúng ta sẽ tạo thêm áp lực cho bài này bằng cách là nâng mông lên từ từ và hạ xuống cũng từ từ, mình tạo một cái áp lực cho mông của mình. Ok, thử đi nào. Khi mà nằm xuống chúng ta sẽ co gối lên, và cái điểm co gối tốt nhất là sát gần với lại ngón tay của mình. Mình sẽ hơi mở chân ra rộng bằng vai, rồi nâng mông lên. Khi các bạn nâng mông lên, các bạn sẽ nâng cho đến khi nào cảm thấy phần cơ mông của mình siết lại nhất, hạ xuống. Nâng lên hạ xuống thật chậm để tạo áp lực thật nhiều cho mông của mình nhé. Ở bài tập này chúng ta sẽ thực hiện 15 rep 3 set, và giữa mỗi set chúng ta sẽ được nghỉ 30 giây. Sau khi chúng ta thực hiện xong 3 set rồi thì chúng ta sẽ nghỉ 1 phút uống BCA để chuẩn bị qua bài tập thứ 2 nhé. Và bài tập thứ hai của chúng ta sẽ là bài squat. Bài này thì rất là tốt cho toàn bộ cơ hông, mông, đùi, kể cả đùi trước và đùi sau luôn, và cũng một phần vào bắp chuối nữa. Nhưng mà đừng có lo, bởi vì các bạn không dùng tạ và cũng không tạo áp lực nhiều lên phần bắp chuối, cho nên là nó chỉ giúp cho phần chân và bắp chuối chúng ta thon gọn lại thôi, chứ không thể nào mà to lên được đâu. Cho nên là đừng có ngại bài này nhé. Và ở bài này thì chúng ta sẽ đứng ở tư thế squat. Các bạn có thể mở chân rộng bằng vai hoặc là rộng hơn vai một chút cũng được. Hạ người xuống, dùng lực bật lên. Khi chúng ta bật lên thì cố gắng bật càng cao càng tốt, và khi bật lên thì siết cơ mông lại nhé. Ở động tác này chúng ta sẽ thực hiện khoảng 12 rep cho 3 set. Ok, và bây giờ thì Trinh sẽ thực hiện cho chúng ta. 1, 2, 3. Ok, quay ngược lại Trinh. Trinh sẽ quay vòng cho các bạn có thể tưởng tượng động tác rõ hơn nhé. 2, 3, 4, rồi quay ngang đi fan. Các bạn có thấy mở rung không ạ? À? Ê, xin lỗi. Các bạn có thấy phần cơ được tác động không ạ? À? Khi bật các bạn nhớ là mình sẽ tiếp đất bằng mũi chân để tránh tạo áp lực lên phần gót và đầu gối nhé. Ở bài này thì chúng ta sẽ tập 12 rep cho 3 set. Giữa mỗi set chúng ta sẽ nghỉ khoảng 15 đến 30 giây. Và sau hết 3 set rồi thì chúng ta sẽ nghỉ khoảng 1 phút uống BCA để phục hồi, để chuẩn bị sang bài thứ 3 nhé.
động tác thứ ba thì chúng ta sẽ cần một cái cầu thang để bước lên hoặc là một cái ghế nhỏ. Ở đây thì Hoa muốn khoe cầu thang của công ty cho nên là chọn cái cầu thang. Và ở động tác này thì chúng ta sẽ bước một chân lên, chân còn lại sẽ đá ra sau như thế này. Khi mà chúng ta đá ra sau, nhớ là không đá chân quá cao nhé, chỉ đá vừa phải, khi nào mà cơ mông của chúng ta ở đây cảm thấy được siết chặt nhất là được rồi. Bước xuống một chân như vậy, chúng ta sẽ thực hiện khoảng 10 lần, 10 đến 15 lần cho một chân, một set. Chúng ta sẽ thực hiện 3 set như vậy. Và thử đi. Nếu mà các bạn muốn tạo áp lực nhiều hơn, muốn bài tập này nặng hơn thì hãy bước một lần 2 bậc cầu thang nhé. Bài này tác động cả cơ đùi trước và cơ mông của chúng ta. Khi mà chúng ta đá lên như thế này thì các bạn có thể thấy là mông của chúng ta được kéo hẳn lên phía trên, thì nó sẽ làm chúng ta được cao mông hơn và phần mông sẽ được vuông tròn hơn. Giống như là Hoa vừa nói mới nãy, nếu mà chúng ta muốn tạo áp lực hơn cho bài này thì hãy bước lên 2 bước như thế này nhé. Chúng ta sẽ cảm thấy bài tập này nặng hơn rất là nhiều, bởi vì 3 bước thì không nổi đâu. Khó lắm cho qua đi. Ok, và chuẩn bị tới động tác thứ 4 nhé. Rồi, bây giờ thì Hoan đã tìm được cho riêng Hoan một cái bức tường rất là vững chắc như thế này. Tường chắc lắm. Với bài này thì chúng ta sẽ đứng hai chân rộng bằng vai hoặc là nhỏ hơn vai một chút xíu. Không khép chân lại như vậy nhé. Dựa hẳn người vào tường, hạ người xuống cho đến khi chân song song với mặt sàn và vuông góc với lại cẳng chân. Chúng ta sẽ giữ yên trong tư thế này lâu nhất có thể, mà khuyến khích là từ 30 giây đến 1 phút. Dựa hẳn người vào tường như thế này nhé. Rồi, đã vuông góc rồi, chúng ta sẽ giữ như thế này khoảng từ 30 giây đến 1 phút. Lâu hơn càng tốt, bởi vì như thế này nó sẽ bắt chúng ta gồng chặt cơ mông lại, cơ đùi và cả cơ đùi sau nữa. Thì trước Hoan tập bài này thì Hoan hay ngồi bấm điện thoại để cho quên bớt cái thời gian, nhưng mà nó vẫn mỏi lắm. Ok, và bây giờ Trinh sẽ tập thử và Hoan sẽ ngồi soi từng chi tiết cho các bạn nhé. Rồi, hạ người xuống. Rồi, ở vị trí này các bạn sẽ phải gồng thật chặt cơ bụng lại. Cả cơ lưng, cơ mông và cơ đùi đều được tác động. Không biết là đứng được bao lâu nhỉ? Trinh sắp sụp rồi các bạn, yên tâm đi, mới có 20 giây thôi. Và ở động tác này thì các bạn sẽ dựa tường, giữ người lâu nhất có thể. Và khuyến khích là chúng ta sẽ giữ trong vòng khoảng 30 giây đến 1 phút. Sau đó sẽ nghỉ giữa hiệp khoảng 1 phút, tại vì bài này rất là mỏi cho nên là chúng ta sẽ kéo dài thời gian nghỉ giữa hiệp ra một chút. Chúng ta sẽ thực hiện 3 set như vậy để kết thúc buổi tập ngày hôm nay nha. Chúc các bạn ngủ ngon. Đừng quên uống quay co vào buổi tối, tại vì công ty BBT mới vừa nhập về rất là nhiều quay co, cho nên là trải nghiệm thử quay co sau tập sẽ như thế nào nhé. Tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại.
Trong lớp anh là người soi hóa, viết cân bằng phản ứng của tình yêu, thêm xúc tác cho nhung nhớ thật nhiều. Nào phản ứng theo hai chiều nghịch nhau, anh sợ hãi trong màu sắc dung dịch, từ hồng xanh ngọc bích chuyển sang đen, hết mặn nồng dội lại đến hơn ghen. Hai thái cực tình yêu và hóa học, màu phải khi hoa bên lá ngọc, sắc carbon ngào nghe ánh kiếm cương. Em ơi em trong lá đỏ khoe sương, màu dung dịch anh đồng khoe sắc thiên.